Hello mọi người, đã quay trở lại kênh YouTube Bài Lọc Bài. Hôm nay mình lên một bộ cầm đầm nền cho Sonic và một cặp đầm SES hàng Mã Lai. Ở đây hàng xịn luôn, hàng Mã Lai chính hãng. Hàng cho Sonic. Chiếu sau mã gom và cầm nền Banzai. Ở đây là cái hộp của cái đầm đó, cực kỳ đẹp luôn. Xịn cho. Mà có sẵn 5 ốc cho mọi người luôn. Đây lồng nhôm đó. Đây, khi mua là đùm lại có kèm theo này nha mọi người. Lồng nhôm gắn vô đùm. Đùm chứ nó mở gom. Đây đầm gắn dây zin cho Sonic không chế cháo. Đầm sau nó và một bộ căm ABS đen hàng Thái. Đây là lên một bộ đầm là Mã Lai, căm thì của Thái Lan, niền của Thái luôn. Đây, đây là combo xịn sò và mềm xèo cho mọi người dễ chơi luôn. Ở đây chúng mà ngay size nó là 157-184 đầm SES cầm mở gom sáng đẹp, sáng bền đẹp. Đây là 184 và đây là 157, đúng size của đầm này mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ giáp vô luôn, rồi quay lại cho mọi người coi. Đây là một bộ combo cho Sonic gắn như zin. Và cái này là hàng giá học sinh sinh viên luôn. Mềm xèo cho mọi người dễ chơi. Niền Banzai đầm SES hàng Mã Lai. Căm mở gom Thái. Đây, có lồng nhôm mọi người về gắn như zin luôn nha. Sàn bạch đạn và ống chỉ quá thôi. Và đây là hàng xịn sò luôn. Hiện là giá học sinh sinh viên cũng tầm 1,6 triệu nha mọi người. Đây là cái niềng Banzai đó, nó chất lượng thì mọi người cũng biết rồi. Rồi hàng đẹp nha, giúp căm sẵn hết nha mọi người. Vậy gắn như viên thôi, không chế không độ gì hết. Rồi anh kia mọi người.